Nếu chu kỳ 28 ngày này của mặt trăng không lặp lại trong cơ thể người phụ nữ, tôi và bạn sẽ không được sinh ra. Phần cốt lõi của bộ não của bạn vẫn là não bò sát và nó vẫn hoạt động. Chúng tôi có các bài tập yoga khác nhau để làm thế nào vượt qua bộ não bò sát này và cho phép vỏ não hoạt động. Và đến hôm nay, chúng tôi có bằng chứng khoa học cho bạn thấy Đại học California đã thực hiện các nghiên cứu khoa học về Shambhavi Mahamudra, bài thực hành cơ bản mà chúng tôi thường dạy. Và họ thừa nhận rằng nếu ai đó thực hành Shambhavi Mahamudra trong 3 tháng, khả năng tái tạo tế bào thần kinh sẽ tăng lên 241%. Một tỷ lệ chưa từng được ghi nhận trong lịch sử của bất kỳ loại nghiên cứu nào. Thưa Sadhguru, câu hỏi của tôi là loài người chúng ta đã có mặt trên trái đất là do ngẫu nhiên hay là do lựa chọn của Thượng Đế hay là do một siêu năng lực nào đó? Ý bạn là tại sao chúng ta có mặt trên hành tinh này? Vâng, do ngẫu nhiên hay do một năng lực siêu nhiên nào tạo ra thưa thầy? Tôi nghĩ rằng ngay cả hành tinh này cũng đang tự hỏi tại sao con người lại đến đây. Hệ mặt trời, cách thức mà nó tồn tại, cũng như các dãy thiên hà khác trong vũ trụ, tất cả sự tồn tại và hoạt động của chúng đang diễn ra là vì chúng đã đạt đến một mức độ hoàn hảo nhất định về mặt hình học. Nói theo nghĩa hình học, thì ngay bây giờ hành tinh này đang quay quanh mặt trời vì nó đã tìm thấy quỹ đạo hoàn hảo của nó. Vì vậy nó đang quay, quay và quay. Nó không chạy bằng động cơ hay những thứ tương tự. Hãy xem, chiếc máy bay được chạy bằng động cơ, nó được đẩy đi. Còn đối với điều này thì không phải như vậy. Nó hoạt động vì nó đã tìm thấy một sự hoàn hảo nhất định về mặt hình học và nó đang diễn ra như vậy. Có thể một ngày nào đó nó sẽ mất đi sự hoàn hảo về mặt hình học. Nếu nó không còn đi theo một quỹ đạo nhất định, nó sẽ biến mất. Vì vậy, trong quá trình này, sự sống đang diễn ra trên hành tinh cũng có liên quan đến dạng hình học này ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng tôi đã nói trong văn hóa yoga, chúng tôi nói rằng một con người về mặt sinh lý, về mặt não bộ, chúng ta đã đạt đến đỉnh cao về mặt này. Nghĩa là sau hàng triệu năm tiến hóa, bạn sẽ không còn chiếc sừng nào mọc ra khỏi đầu hay thứ gì khác như cái đuôi biến mất hay một cái gì đó khác sẽ biến mất. Điều này sẽ không thể xảy ra được nữa. Chúng tôi đang nói điều này từ một bối cảnh nhất định. Ngày nay, các nhà thần kinh học hiện đại cũng đang nói những điều tương tự. Họ đang nói rằng kích thước của tế bào thần kinh trong não người không thể tăng lên. Hệ thống dây dẫn bên trong cũng không thể tăng lên. Vì các quy luật vật lý không cho phép điều đó, các định luật vật lý không cho phép điều đó, tôi sẽ không đi sâu chi tiết vào điều đó. Nói một cách đơn giản, theo cách chúng ta thấy, sự ra đời của bạn ở đây ngay bây giờ, tất cả sự sống trên hành tinh này đều được cung cấp bởi năng lượng mặt trời, phải không? Đúng chứ? Chính năng lượng của mặt trời đang làm tất cả những điều này. Con người và cả các vòng quay và sự chuyển động của mặt trăng cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Chính các đại dương cũng đang lên xuống theo chuyển động của mặt trăng. Và do cơ thể của mẹ chúng ta cũng đồng điệu với chu kỳ của mặt trăng, nên chúng ta được sinh ra và chúng ta có mặt ở đây. Đúng chứ? Nếu chu kỳ 28 ngày này của mặt trăng không lặp lại trong cơ thể người phụ nữ, tôi và bạn sẽ không được sinh ra. Mọi thứ có mặt ở đây là bởi vì chúng đã đạt đến một mức độ hoàn hảo. Chúng ta nói về mặt vật lý, các quy luật vật lý đã đạt đến một mốc nhất định mà sự sống trên hành tinh này không thể tiến hóa thêm nữa. Bạn có thể tận dụng những gì bạn đã có theo một cách tốt nhất có thể. Sử dụng cùng một công nghệ, chúng ta đã có một chiếc điện thoại, sau đó chúng ta có một chiếc điện thoại thông minh, bây giờ lại có iPhone. Và điều này thì chúng ta có thể tiếp tục cải tiến nó và nhiều cách chúng ta sử dụng nó. Nhưng các quy luật vật lý cơ bản sẽ không cho phép bất kỳ sự tiến hóa nào nữa đối với con người. Vậy nó có thể xảy ra một cách tình cờ không? Không. Thuyết tiến hóa. Bạn biết Charles Darwin, người đã biến bạn thành một con khỉ chứ? Không phải tôi mà là ông ấy. Nếu bạn nhìn vào thuyết tiến hóa, nó chỉ mới được biết cách đây khoảng hơn 150 năm. Còn chúng tôi đã biết điều này từ hàng nghìn năm trước. Nó là thế này. Bạn đã từng nghe nói đến 10 hóa thân của sự sống chứ? Ít nhất là 9, bạn có thể kể ra được không? Cái đầu tiên là gì? Matsya Avatara. Matsya Avatara có nghĩa là cá hoặc sự sống dưới nước. Tất cả sự sống trên hành tinh này đều khởi nguồn từ dưới nước. Tiếp theo là gì? Koma Avatara. Loài lưỡng cư, ví dụ như rùa, nửa ở dưới nước và nửa ở trên cạn. Tiếp theo là Varaha Avatara. Một con lợn hoặc một con lợn rừng.
Trong số các loài động vật có vú, một loài động vật ăn sâu bám chắc vào cơ thể vật lý là lợn rừng. Bạn biết đấy, chúng tôi sống cạnh khu rừng, chúng tôi thấy nhiều điều này. Những cậu bé bộ lạc có thể giết một con nai bằng một cây gậy. Nếu bạn đánh nó bằng cây gậy, nó sẽ chết. Những con chó địa phương sẽ săn hưu. Nhưng một con lợn rừng, bạn thử giết nó xem, giết nó không dễ đâu. Bạn thử lái xe tông nó đi, nó có gãy xương sống, nó vẫn đi. Nó sẽ không dễ dàng bị giết, bởi vì nó đã được bám sâu về mặt thể chất. Sự sống của nó kết nối chặt về mặt thể chất. Dạng sự sống tiếp theo là Varaha Avatara. Điều này đơn giản có nghĩa là tạo hóa đang tìm kiếm. Biểu hiện đầu tiên là cá, sau đó là rùa, sau đó là heo rừng. Sự sống tiếp theo là Narisimha, nửa người nửa thú. Tiếp theo là Vamana, một người đàn ông lùn. Tiếp theo là một người đàn ông trưởng thành, nhưng hay thay đổi cảm xúc, đó là Parasurama. Người tiếp theo là một người đàn ông hòa bình, đó là Rama. Tiếp theo là một người đàn ông yêu thương, đó là Krishna. Tiếp theo là một người đàn ông thiền định, là một vị Phật. Tiếp theo được cho là một nhân vật thần bí vẫn chưa đến. Điều này đã diễn ra và cũng không khác gì với thuyết tuyến hóa của Darwin. Đúng hay không? Nó theo cùng một trình tự, chính xác theo cùng một trình tự. Darwin đã đưa ra lý thuyết của mình chỉ 150 năm trước. Điều này đã được nói từ 12 đến 15 nghìn năm trước. Chính Adi Yogi đã nói về nó. Vì vậy, nếu bạn quan sát sự sống, bạn có thể thấy rõ ràng từ những gì vô tri vô giác, sự sống cơ bản được hình thành từ những sự tiến hóa của sự sống đó. Chúng ta vẫn luôn nhìn nhận nó như vậy. Chúng ta luôn luôn thấy sự sống phát triển. Trong mọi ngôi đền mà bạn đến, chúng ta thường xuyên nhìn thấy những điều như vậy. Đều có một con rắn, có nhiều biểu tượng khác nhau ở khắp mọi nơi. Bởi vì ngay cả ngày nay trong não của bạn, một phần não của bạn là não bò sát. Bạn biết đấy, phần cốt lõi của bộ não của bạn vẫn là não bò sát và nó vẫn hoạt động. Chúng tôi có các bài tập yoga khác nhau để làm thế nào vượt qua bộ não bò sát này và cho phép vỏ não hoạt động. Và đến hôm nay, chúng tôi có bằng chứng khoa học cho bạn thấy Đại học California đã thực hiện các nghiên cứu khoa học về Sambhavi Mahamura, bài thực hành cơ bản mà chúng tôi thường dạy. Và họ thừa nhận rằng nếu ai đó thực hành Sambhavi Mahamura trong 3 tháng, khả năng tái tạo tế bào thần kinh sẽ tăng lên 241%. Một tỷ lệ chưa từng được ghi nhận trong lịch sử của bất kỳ loại nghiên cứu nào. Được chứ? Chỉ một bài tập đơn giản trong 21 phút, chức năng não và tái tạo tế bào thần kinh của bạn đã tăng 241%. Điều này có nghĩa là khi bạn già đi, bạn sẽ trông... Thông thường những người trẻ tuổi nghĩ rằng bạn đang trở nên ngu ngốc. Vâng, bộ não của bạn đang thực sự phát triển, bạn hiểu chứ? Mọi thứ đang trở nên tốt hơn từng ngày. Bây giờ đã có bằng chứng khoa học, chúng tôi luôn biết điều này. Nhưng hôm nay nhờ một bộ máy mới cho chúng ta biết được điều đó. Nếu một người đàn ông nói điều đó, có thể bạn sẽ bác bỏ vì không đúng sự thật. Nếu một người đàn ông nói điều đó, bạn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi và nghi ngờ. Nhưng bây giờ một bộ máy đã nói lên điều đó. Bây giờ đã có những bộ máy có thể cho bạn biết. Máy đo đang nói rằng bộ não của bạn đang thực sự phát triển bằng cách thực hiện một bài tập đơn giản trong 21 phút. Và nếu bạn không tin vào máy đo, bạn cứ thực tập trong 3 tháng sẽ thấy. Bạn sẽ thấy đó, bạn đột nhiên sáng suốt và thông minh biết bao.